Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An là địa bàn chiến lược quan trọng giữ vai trò then chốt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Với diện tích gần 14.000 km2, chiếm hơn 83% toàn tỉnh. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 1,2 triệu dân, trong đó 500.000 người thuộc 47 dân tộc thiểu số, chung sống hòa bình và đoàn kết. Miền Tây Nghệ An còn có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, tiềm năng phát triển toàn diện và bền vững. Những năm qua, vùng dân tộc thiểu số miền núi đã có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, diện mạo vùng đã có nhiều đổi thay tích cực. Từ năm 2020 đến nay, GDP bình quân đầu người của tỉnh đã tăng từ 42,95 triệu đồng lên 56,18 triệu đồng. Năm 2023, tại vùng dân tộc thiểu số miền núi, giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng. Giai đoạn 2019-2023, hơn 1.400 km đường bê tông đã được xây mới, kết nối các khu vực khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia đã dành hơn 428 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông thủy lợi và lưới điện, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào các dân tộc. Hạ tầng giao thông được nâng cấp đồng bộ, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, vùng dân tộc thiểu số miền núi đã có 236 sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Trước đây thì là không đủ ăn, nhưng mà bây giờ là cái chỗ đảm bảo an ninh lương thực, bây giờ là dư thừa. Rồi vấn đề thứ hai là trước đây thì cũng là đường xá đi lại rất khó khăn. Bây giờ có con đường như thế này là cũng nhờ Đảng và Nhà nước, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp. Bây giờ là nhà cửa ai cũng đã khang trang, con em được tới trường, đầy đủ trình độ nhận thức của bà con nhân dân mỗi ngày một tiến lên, đồng hành cũng cả nước, xóa được đói, giảm được nghèo. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An không chỉ nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển về kinh tế, mà còn là miền đất giàu bản sắc văn hóa. Với nhiều lễ hội truyền thống độc đáo, mỗi dân tộc thiểu số đều mang trong mình một kho tàng văn hóa phong phú gắn liền với đời sống tinh thần của người dân, như hát múa đu đu điềng điềng của người Thổ, điệu hát tôm của dân tộc Khơ Mú và tiếng khèn ngân vang của người Mông. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Hệ thống đài truyền thanh truyền hình đã phủ sóng khắp vùng, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với thông tin và nâng cao nhận thức. Chương trình phát thanh tiếng dân tộc Thái, Mông góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc. Văn hóa ở đây có rất là nhiều, văn hóa dân ca, dân nhạc, dân vũ, văn hóa thổ cẩm, văn hóa ẩm thực, văn hóa tâm linh, tất cả những điều đó đều được cha ông để lại giống như một kho tàng quý báu, và kho tàng đó nếu mà nằm yên nó quên đi thì rất là tiếc đối với những thế hệ sau. Là bản thân tôi cùng với mấy người trong bản làng có sự cùng đam mê thành lập một cái câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái. Từ đây thì tất cả các mẹ, các em trong cái câu lạc bộ ai cũng là đam mê với cái việc là bảo tồn văn hóa Thái của mình cháu ạ. Từ sự hỗ trợ của các chương trình dự án, chính sách dành cho đồng bào dân tộc, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở ngày càng hoàn thiện, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Đặc biệt, tỷ lệ các trạm y tế có bác sĩ làm việc đạt trên 90%, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao chất lượng sống của đồng bào. Kinh tế phát triển, đời sống sức khỏe tinh thần được nâng cao, giáo dục được quan tâm, chú trọng hơn. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố tại các cấp đã đạt 86,98%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 95 đến 100%. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Những thành tích này không chỉ thể hiện sự cố gắng của từng cá nhân, mà còn cho thấy tiềm năng lớn của giáo dục vùng cao. Điều này khẳng định rằng, giáo dục miền núi Nghệ An đang phát triển mạnh mẽ và bền vững. Rất đáng mừng là trước đấy kết quả học sinh đạt điểm cao chỉ tập trung vùng đô thị,
nhưng mấy năm nay thì đã lan tỏa đến tất cả các vùng đồng bằng núi thấp và đặc biệt kể cả những trường núi cao. Rất nhiều học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao và được Ủy ban tỉnh vinh danh trong cái lễ tuyên dương học sinh giỏi, cùng với chính sách chung của Đảng và Chính phủ để giúp cho giáo dục nghề ăn nói chung và giáo dục miền núi sẽ có những thêm nguồn lực để là tiến bộ vững chắc trong thời gian tới. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục là trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. Thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 11,22% xuống 9,57%. Trong giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này tiếp tục giảm mạnh, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện đời sống cho người dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh tăng từ 61% năm 2019 lên 69,5% vào giữa năm 2024. Trong đó, 11 huyện miền núi tăng từ 53,2% lên 61,3%. Tại 11 huyện miền núi, 89.913 người đã được giải quyết việc làm và 33.993 người được đưa đi lao động ở nước ngoài. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm đã giúp 2.845 hộ dân tộc thiểu số có điều kiện tạo việc làm, duy trì và mở rộng hoạt động kinh tế với tổng số vốn vay đạt 195,031 triệu đồng. Tất cả các lao động mà đã đi xuất khẩu về thì đều có cái cuộc sống ổn định, như là làm nhà cửa rồi là có thể là mở rộng sản xuất, kinh doanh, các mô hình kinh tế để duy trì cái cuộc sống. Thực hiện hiệu quả việc lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc miền núi. Từ năm 2022 đến năm 2024, tổng nguồn lực phân bổ là 3.872 tỷ đồng đã được đầu tư vào các lĩnh vực như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, xây dựng gần 500 dự án thiết yếu, gồm giao thông, trường học, nước sinh hoạt và trạm xá. Đến nay, đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển mô hình sản xuất đã giúp cải thiện đời sống của hàng nghìn hộ gia đình, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy du lịch cộng đồng. Đối với các địa bàn miền núi nói chung và địa bàn huyện Quế Phong nói riêng thì được hưởng rất nhiều cái chính sách qua từng giai đoạn. Có thể nói là những cái chính sách như chương trình 135, chương trình 30A và hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Vì thông qua các chương trình đó thì đã nó tác động rất lớn đối với các địa phương. Thứ nhất, đó là đã làm cho thay đổi cái bộ mặt về cơ sở hạ tầng của các địa phương đó, như trường học, các công trình thiết yếu đối với địa bàn. Đối với Quế Phong thì thông qua các chương trình đó thì hiện nay 100% đã có đường nhựa đến các trung tâm xã, rồi 107 thôn bản đã có điện lưới quốc gia đến, thì đã giúp cho người dân mở mang nhận thức và cũng tiếp cận được các cái thông tin, từ đó tạo điều kiện cho bà con vươn lên xóa đói giảm nghèo. Có thể nói, các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị và các địa phương vùng dân tộc thiểu số miền núi được củng cố và kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Công tác xây dựng củng cố quốc phòng an ninh được đặc biệt quan tâm, giúp đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đây là minh chứng cho sự quan tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển toàn diện vùng khó khăn hướng đến một tương lai tươi sáng và bền vững cho cộng đồng. Về cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thì thứ nhất là chúng tôi tiếp tục là tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân, tham mưu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, rồi là thực hiện chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc, tham mưu thực hiện tốt cái nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện để làm sao những cái nội dung đã đầu tư, đã hỗ trợ ở cơ sở phải đi vào cuộc sống thật sự, phối hợp tốt với các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc của đoàn thể thực hiện tốt cái
chức năng nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là phối hợp với cái cấp ủy chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để mà thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của Đảng về công tác dân tộc, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Với những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, vùng dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An đang vững bước trên con đường phát triển bền vững, khẳng định vị thế và tạo ra những bước tiến quan trọng cho tương lai.